ơi, hồng này là hồng giòn, không hạt. Quả ngâm 3 ngày nước lã là ăn ngọt lử luôn ạ. Nếu mà thích về bóng tán ạ, mà không cần thoát dài thì có hai cái ứng cử viên đầu tiên ạ, là đẹp nhất vườn ạ. Còn nếu mà cây mà thoát dài nhất ạ, thoát dài nhất thì cây này ạ. Vanh của nó là 23, thoát được 1 mét, hơn 1 mét. Và tổng chiều cao cây này 3 mét, lên trên đến ngọn kia thì hơn 3 mét thoải mái luôn ạ. Tán cành thì là 4 phía. Mà hai nữa là cây này là vào chậu, thuần chậu được 1 năm rồi mà anh thấy đây. 1 năm mà hệ thống quả đây ạ. Đây ạ. Đây. Quả sai lắm ạ. Sang đến năm thứ 2 thì gọi là chặt quả luôn. Mấy cả nữa là cái loại hồng này là để qua Tết ra riêng thoải mái nhá. Đấy, quả rất rất đẹp luôn. Đây có cây này. Cây này gốc rễ cành chắc chắn lắm ạ. 1 mét. Tán đẹp. Thuần chậu rồi nhá anh nhá. Cỏ các thứ mọc đầy đủ rồi. Mầm lọc các thứ nó lên như này rồi, thấy cái cây nó rất sức sống ạ. Nữa là quả gọi là rõ ràng ở trên cây rồi. Đấy anh nhìn này. Còn nếu mà thích tròn bóng ạ, thích kiểu dạng như là thấp thôi, thoát thấp, thì có cây này. Cây này là vanh 27 ạ. Còn cây này là vanh 23. Vanh 21 ạ. Cây này là vanh 21, cây kia 27. Còn cái kia vanh 23 ạ. Quả rất là nhiều. Đây em, đây. Em hơi lùn. Đây quả đây ạ. Cây này có 50 quả trên cây. Đấy anh xem anh ưng cây nào thì anh báo em nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hồng giòn ạ, không hạt thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Cảm ơn các bạn ạ.